Về những cái hôm nay lớp mình sẽ học về bông, thì về phần bông này nó sẽ bao gồm là phần bông cốt. Phần bông cốt thì nó chỉ có một cái cây cốt ở đây, mà nó sẽ có một cái phần gọi là phần đít đẩy này, hoặc là phần cái gọi là cái chốt ở sau gì đó để gắn lại này. Còn bông kiểu dạng như này gọi là bông cò này, có những nơi gọi là bông giò gà này, hoặc là có bông là bông cây gài tròn này, đây là cây gài nguyên cây này, thì giỏ một cái thanh này mở ở đây ra này, hay là cái cây gài tròn nhưng mà ghép hai nửa lại với nhau này. Thì đối với mỗi cái hình dáng này chúng ta đều sẽ học và thực hành nó để mình hiểu cái cách nhau lên hình và những cái từng cái chi tiết, từng cái cấu tạo như này, độ dày bao nhiêu là vừa đủ. Còn những cái phần còn lại thì không cần thiết thì mình sẽ đào lòng ở phía trong đi này. Học từ những cái hình dáng này, mình có thể biến tấu nó thành những cái loại khác. Có thể là mình sẽ từ những cái hình này, mình sẽ tạo thành những cái kiểu bông dựa trên cái cấu trúc của nó như vậy. Ở đây em sẽ lấy thêm một số cái hình ảnh, một số cái hình ảnh ở đây ra để mọi người nhìn. Thể là cũng có nhiều người sẽ không có bị không có thấy xa lạ gì với những cái kiểu dáng bông như thế này. Bây giờ mình sẽ quan tâm về cái đó là cái cấu tạo của nó, và mình sẽ hình dung trước từng cái kiểu này thì cái cách làm nó như thế nào, bắt đầu từ đâu, kích thước ra sao và kết nối hay là gắn kết với nhau kiểu gì để cho nó thành ra một cái bông hoàn chỉnh. Đây là có bốn cái kiểu bông cốt này, một cái kiểu bông cũng bông giò gà này nhưng mà lại kiểu ổ hột liên kết với nhau này. Cái kiểu này là bông cốt là miếng giải đá này. Thì thực ra thì cái bông giò gà với cái bông cốt này nó khác nhau một chút thôi. Còn nếu mà về cái kích thước của nó trung bình, nó cỡ khoảng từ 10 trở lên, chẳng hạn 10 đến 14mm, thì nó sẽ có thể nó sẽ gắn được cái giò gà này, gắn cốt, gắn pháo và thêm cái giò gà này vào. Thì từ cái bông cốt mình sẽ chuyển đổi được sang giữa hai cái này, mình dùng chung cái mặt phía trên, cái phần phía trên được. Còn thường thường bông cốt thì đối với những cái bông mà nhỏ gọn, phần cốt nằm chính giữa của cái bông đó, của cái phần đó, phần cốt nằm chính giữa này, và cái bông cốt tòng ten treo quen với nhau, cái phần cốt cũng nằm chính giữa. Còn từng cái mắt này liên kết lại với nhau thả dưới. Và đây là cái cũng một kiểu dạng như là cốt sỏ này, nhưng mà nó biến tấu đi một chút, nó từ là một thanh tròn thôi. Thanh này có thể uốn hoặc là mình vẽ ra, mình vẽ cũng được, mình vẽ ra và liên kết với phần phía dưới. Thì cái phần phía dưới này nó cũng giống như là của giống như là cái cấu tạo của cái mặt thôi. Cái mặt thì gắn giọt nước, nhưng mà cái bông này mình làm với một kích thước nó vừa phải, và thay vào đó mình sẽ gắn cây gài, nó sẽ thành bông tai. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào từ những cái bông nhỏ nhất, đó là từ những kiểu bông cốt này, bông cốt đơn giản này. Xong rồi mình sẽ chuyển sang bông giò gà này, xong rồi có thể là mình sẽ làm về khoen một chút trước, tức là bông cốt khoen hoặc là bông giò gà có khoen này. Sau đó mình sẽ làm là bông cốt tròn này, bông cây gài tròn có khoen trong, khoen ngoài, tùy thuộc vào mình sẽ treo những cái món đồ ở phía dưới làm sao cho phù hợp, hay là gắn trực tiếp ổ hột lớn ở đây lên, gắn trực tiếp ổ hột vào phần phía trên này, có thể là cắt máy xong đó, phần phía dưới ghép lại, ráp lại thôi. Đây là hai phần khác nhau,
Đây là cái bẻ sẵn ra để khi mà làm mẫu xong chuyển lên khâu sản xuất, chuyển lên ép khuôn xong rồi khi mà từ những cái con sáp của khuôn ra chuyển sang lên sản xuất, họ chỉ việc bóp cái này vào thôi, nó rất là thuận tiện, không có phải xỏ chỉ qua lỗ. Xỏ chỉ qua lỗ thì nó phải cán chỉ, phải đi kéo chỉ, sau đó phải phải hàn lại hai bên đầu này. Tùy thuộc vào cái cơ sở của mình muốn làm kiểu gì sao cho nó thuận tiện, nó đơn giản nhất hoặc là cũng nó tiết kiệm nhất, thì mình sẽ chọn cái phương pháp sao cho nó phù hợp. Ok, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào từ cái bông cốt này. Rồi em sẽ xóa hết những cái này đi nha. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng trong cái trường hợp bông cốt ghép từ những cái ổ hột liên kết lại với nhau từ những cái ổ hột như này, mình thấy được rằng là nó liên kết, tức là nó dính lại với nhau chính từ những cái ổ hột và cái chấu luôn, không có cần thêm cái những gọi là cái thanh liên kết nữa. Thì tùy vào mình xem và mình đo ở trong cái phạm vi này, ở trong cái khoảng cách này nó là bao nhiêu, nó có đủ không, bao nhiêu là đủ. Vậy thì mình cứ phải đo đi, có cái con số nó chính xác gì đó đã, cứ phải ra một con số đã mình mới biết được như nào là đủ, như nào là dư và như nào là thiếu. Ở đây em bấm lệnh distance, distance, mình sẽ đo khoảng cách đoạn giao nhau từ điểm in này đến khoảng nia này là 0.75. Và mình biết được rằng là cái thành của cái mặt kích thước cỡ 16 đến 20 là mình làm một ly độ dày từ trên xuống dưới. Tạm thời mình mới biết cái thông số đấy đã, coi như mình chưa biết cái gì đi, mình đã làm quen với cái thông số là độ dày thành từ trên xuống là một ly. Còn phạm vi này, hai cái độ dính nhau giữa hai cái ổ hột này nó là 0,75, nó cỡ khoảng 7 phần, đúng không? 7 phần rưỡi, 8 phần, vậy là được rồi. Vì sao? Vì cái kích thước này nó rất là nhỏ, nó nhỏ lắm, nó có 1, 2, 3, 4 4 ô, tức là khoảng 8 ly, 8 ly hình tròn, mình đo theo hình tròn nó cỡ khoảng 8 ly thôi. Và những cái ổ hột này nó rất là dày, nó dày bao nhiêu mình lại đo tiếp và temper lên nha. Này là gần 7 ly này, cái này là cũng gần 7 ly, nó liên kết ở đây. Vậy thì mình sẽ biết được rằng là với những cái khoảng cách, với những cái độ liên kết với nhau trong trường hợp một cái bông cốt đơn giản làm bằng chất liệu vàng tây chẳng hạn, vàng 610 hoặc là vàng 18 gì đó, thì giao nhau với cái khoảng cách này là được rồi, khoảng 0.7 theo hai kích thước dài và rộng, 0.7 x 0.7 hoặc là 0.7 x 0.8. Còn nếu trong trường hợp mình làm bông này nhưng mà mình làm xoàn, cái yếu tố là vàng không quan trọng nữa, quan trọng là đá. Vậy thì mình có thể mình sẽ làm dày để cho nó cứng cáp lên, cả cái chấu này cũng vậy nữa, thì mình có thể tăng lên khoảng 1,2 lần, 1,2 đến khoảng 1,15 lần kích thước mặc định từ cái viên đá này mình nhập vào cái ổ hột mặc định này, đúng không? Thì nó sẽ hiện ra kích thước chấu mặc định giống như bài hôm trước mình học. Thì từ cái chấu đó mình sẽ áp dụng cho từ viên đá nhỏ đến viên đá lớn, sau đó sẽ nhân lên khoảng 1,2 hoặc là 1,15 lần nếu trong trường hợp mình làm sản phẩm xoàn.
Còn khi mà kích thước vượt quá một là bắt đầu mình sẽ giảm chậm lại. Ví dụ đối với viên đá khoảng 8 ly chẳng hạn, kích thước chấu là khoảng 1 ly. Nhưng mà lên viên 9 ly á thì mình sẽ tăng lên khoảng 1 ly rưỡi, à 1,15 hoặc là 1,1 thôi. Mình sẽ lên chậm chứ mình không lên nhanh. Không không theo cái mặc định nữa thì lúc đó cái chấu nó rất là lớn, nó lại thô rồi và che hết viên đá đi, không còn cái độ sáng của viên đá nữa. Thì cái lúc đấy thì mình sẽ gia giảm lại, mình bớt lại một chút. Thế thì bây giờ giả dụ cái bông này mình sẽ thay đổi hình dáng đi một chút chẳng hạn, và mình sẽ học cách làm lại cái ổ hột như này. Và trường hợp chấu này có khác gì với trường hợp rải đá ở trên miếng surface không, hay là rải đá ở trên khối khối rải đá? Chấu có khác gì không? Mình sẽ tìm hiểu. Ở đây em sẽ thay đổi lại vị trí một chút. Mình sẽ làm quen với cái hình dáng nha. Nó dễ hơn, nó dễ nhìn hơn. Ở đây, như này. Ví dụ như này. Mình sẽ array cái viên đá này ra. Dùng lệnh array tầm 0. À, mình không biết là bao nhiêu hết, cứ nhập khoảng 12 viên đi. Rồi, 12 viên. Khoảng cách nó hơi gần. Hơi gần thì mình sẽ đo. Mình sẽ đo ở đây. Sẽ đo khoảng 0,14. Và mình sẽ nhích nó ra chút. Nhích nó ra chút. Và mình sẽ đo lại. Vậy thì khoảng cách đẹp của giữa hai viên đá với nhau nó dao động trong khoảng từ 0,15 đến 0,2. Nhưng mà khi mình làm ổ hột thì nó sẽ được phép dao động hơn, tức là cũng khoảng từ trong trong khoảng 0,15 nhưng mà nó sẽ lên đến khoảng 22, 23 vậy thôi. Còn 24, 25 này bắt đầu nó sẽ hơi xa. Khi mà nó hơi xa nhau ấy, chấu sẽ bố trí nó sẽ hơi bị khó, tại vì chấu nếu mà ăn ngàm ấy thì nó càng ngày nó giống như nó càng lọt vào trong này, mà nó lọt vào trong này thì nó giống như là nó bị nó vào kẽ này. Hai cái viên đá ép nhau, ép cái chấu này. Nếu mà chấu cứng thì đá vỡ, mà nếu mà đá mà lọt vào đây rồi, nếu mà lúc mình làm sáp ấy, có thể đứt mất cái chấu này, nhận cố viên đá vào nó sẽ đứt mất cái chấu này. Vậy nên là mình sẽ chọn vị trí cho nó phù hợp thôi. Rồi, ok, giả dụ như này chẳng hạn. Đây, sẽ lên này, nghiêng nó đi một chút xíu, xoay nghiêng nó đi một chút xíu cho nó ngửa ra. Rồi sau đó mình sẽ thêm một hàng nữa đi, mình sẽ copy ra đây, copy xuống này, thêm một hàng nữa. Rồi phía dưới này mình sẽ array ra khoảng cũng là 12 viên, nhưng mà mình sẽ phóng bự nó lên, mình sẽ làm cho nó lớn hơn. Đây là viên đá 1 ly 7, vậy thì em sẽ cho nó lên 2 ly nhé. Mọi người sẽ giữ shift này, bấm vào ô vuông này, 20 chia 17 này. À, có thể xoay đi, xoay cho nó vào cái vị trí giữa này chẳng hạn. Ở đây 12 viên sẽ dùng lệnh xoay tại tâm 0 này, mà xoay tại một nửa vị trí thôi. Mình sẽ nhập vào 360 chia 24 chia 24 thì nó sẽ chạy một nửa, chia 12 thì nó chạy ra vị trí này. Cái viên này viên chính, có thể mình sẽ đánh dấu nó lại. Viên này viên chính.
Đây. Thì mình sẽ có thể mình sẽ xoay nó đi thêm một chút xíu nữa. Nghiêng nó đi thêm một chút xíu nữa. Đó, ok. Ví dụ mình có một cái bông như này, mình có một cái tầng ngổ hột nó như này. Và mình sẽ làm thành một cái bông cốt. Thì trước khi làm những cái ổ hột ra và những cái chấu ra, thì cái mình cần là mình sẽ sắp xếp nó trước. Khi mà làm trong trường hợp một cái hình chỉ có ổ hột thôi, chỉ có ổ hột thôi, không có đường nét giống như những cái món đồ mình đã vẽ, mình có thể đưa hình vào mình tô theo nét của nó chẳng hạn. Thì khi mà mình làm những cái món đồ nó chỉ có hột như này, mình sẽ thay thế bằng những cái vòng tròn chẳng hạn. Những cái vòng tròn mình sẽ thay cho những cái viên hột chủ hay là những cái viên hột nhỏ hơn. Mình đo làm sao cho cái vòng tròn của mình nó vừa vặn với cái viên đá. Xong mình cũng sắp xếp ra, xong mình sẽ chia tầng. Hầu như kiểu đá ổ hột như này nó sẽ luôn là ở giữa cao nhất và thấp dần sang hai bên này. Có thể phẳng hoặc cũng có thể là nên làm nghiêng đi một chút. Nghiêng đi một chút cho mặt cái viên đá nó ngửa ra ngoài, nó sẽ sáng hơn. Nếu mà phẳng ra thì nhìn từ trên xuống có thể nó sẽ bị che khuất đi chẳng hạn. Đó. Và khi mà sắp xếp xong mình sẽ mua lên đó, mua lên như này. Mình sẽ đặt thằng đá này ở trên cái vạch này, trên cái vạch này. Thế vậy thì cái vạch này mình tính là như nào mình, để mình có thể mình nhìn được. Ví dụ trong trường hợp này tôi sắp xếp ra là đã được 5 ô, tức là độ cao của cái bông này đã là 5 ly rồi này. Khi mà 5 ly này có bị cao quá hay không, nếu mà thêm chấu, thêm ổ hột này, phần viên đá nhỏ này có ổ hột xuống này, nó có bị cao không. Thì mình nhìn vào đây một cái, mình đếm ô một cái là mình ra được liền. Đó, thì nên là mình sẽ sắp xếp ở đây như vậy, trên cái vạch ô x này. Quay trở lại viên hột chủ trong trường hợp này mình không nên làm trước. Vì sao? Vì chấu của viên hột chủ này hay là vị trí của viên hột chủ này có thể lên thêm một tí xíu nữa, hoặc cũng có thể là nằm tại vị trí này. Và cái chấu của cái viên hột chủ này nó có thể nghiêng thêm 1-2 độ, hoặc là nó sẽ ra thêm 1-2 độ để cho cái khoảng trống ở trong này nó phù hợp với cái chấu của hột chủ không đè vào đá, hoặc là có đè thì chạm rất là ít thôi, đừng nên đè nhiều vào đá ngoài, có thể ảnh hưởng đến, có thể vỡ viên đá nhỏ này. Cái chấu của hột chủ thường rất lớn mà nó cứng. Khi mà hạ cái viên này xuống, khi mà nhận cái viên đá này xuống, dù là nhận trên xác hay là ra nguội mới nhận, thì nó cũng ảnh hưởng đến chấu. Chấu lớn nó sẽ ngả ra, nó sẽ chèn vào viên đá rồi đem đi đúc, hoặc là trong quá trình mình làm nguội nó có thể ép vỡ cái viên này ngay. Thế nên là mình tránh cái trường hợp đấy, mình sẽ lựa cho nó vào cái vị trí nào cho nó phù hợp của cái chân chấu của viên đá lớn này, hoặc là cách cái viên đá nhỏ ra, cách cái viên đá nhỏ ra một khoảng an toàn. Trong trường hợp này mình sẽ làm cái tầng ổ hột này trước. Vì sao? Thì nếu mà mình làm tầng ổ hột này, mình có thể đi lên đi xuống được, mình mu lên mu xuống, hoặc mình nghiêng ra một chút cũng được. Sau đó mình sẽ điều chỉnh lại cái phần ổ hột ở đây để cho nó cũng không bị lẹ, không bị cấn vào đây. Nếu mà chấu của phần hột này nó sẽ che cái viên đá này đi chẳng hạn, thì nó cũng không hợp lý. Vậy nên cái bông này mình cũng bố trí và mình làm từ giữa ngược lên và ngược xuống, cũng giống như cái mặt con chim. Khi mà mình giải đá của cái thanh hay là cái đuôi ở giữa trước, thì mình cũng ưu tiên nó và mình dồn sang hai bên để cho nó phù hợp. Đây, tại vị trí như này
Bây giờ mình sẽ tạm thời mình sẽ ẩn hết tất cả đi. Bây giờ chúng ta ẩn ẩn nó đi. Đó, chỉ để một mình nó thôi. Một mình nó thôi. Copy một cái để ra ngoài. Và xoay thẳng nó ra. Xoay thẳng nó ra. Xoay thẳng nó lên như này. Đây. Để mình làm quen với cái ổ hột. Trong trường hợp này, mình làm cái chén riêng hay là còn gọi là cái phần ổ hột riêng và phần chấu riêng. Ở đây. Bây giờ trong cái phần ổ hột setting này, cái mà mình chọn ấy, nó tên là Benzene Builder này. Benzene Builder nó nằm cạnh, nó nằm cạnh cái ổ hột mình đã học này. Và khi mà lấy cái phần ổ hột này ra, bước đầu tiên thì cũng nhập viên đá vào trong cái phần ổ hột của nó. Mọi người thấy này, nó hiện ra này, nó hiện ra với một cái hình dáng rất là lạ. Mình sẽ không dùng cái trường hợp này mà mình chọn sang cái ở giữa. Khi mà chọn sang cái ở giữa, mọi người sẽ nắm cái trên cùng, kéo thẳng ra ngoài, kéo thẳng ra ngoài nhé, kéo hướng ra ngoài nhé. Cái phần ổ hột này mọi người phải làm theo trình tự và nắm hiểu rõ từng cái thông số một thì mình sẽ làm nó được chuẩn hơn và sẽ nhanh nhớ hơn. Thứ nhất là phần ở trên, hình dáng của cái phần ổ hột này mình nắm ở trên, mình kéo ra ngoài nó sẽ là như này. Thứ hai nữa, bắt đầu là mình chỉnh cái độ nghiêng này, thì khi mình chọn vào cái thông số nào thì nó sẽ đánh dấu cái khung màu vàng bên này. Ở đây mình sẽ chuyển thành bằng không. Đó, cái ổ hột bắt đầu nó sẽ thẳng rồi. Tiếp theo, cái thông số thứ ba đó là cái độ dài của phần ổ hột này. Mình sẽ không để nó quá là dài. Mình sẽ để nó nằm dao động ở trong khoảng từ 0.5 đến 0.6 vậy thôi. Không cần thiết quá là lớn. Vậy thì cái ổ hột này áp dụng cho từ viên đá 2 ly rưỡi trở xuống thì vẫn dùng cái kích thước này bình thường, không sao hết. Còn khi viên đá 3 ly trở lên thì viên đá 3 ly trở lên thì mình sẽ dùng cái ổ hột mà ra kích thước chấu mặc định. Đó, nó chia là cái phần đấy thì áp dụng cho đá lớn, còn cái cách làm này thì áp dụng cho đá nhỏ hơn từ 2 ly rưỡi trở xuống. Đây là bước thứ ba này. Bước thứ tư là mọi người sẽ chỉnh cái độ cao ở đây. Độ cao ở đây này của cái viên đá này so với cái ổ hột bao nhiêu. Vậy thì trong cái trường hợp này, cái viên đá này là 1 ly 7, mình có thể để luôn là con số 0.17 cho nó dễ nhớ và dễ làm. Nếu đá 2 ly thì mình sẽ để 0.2, nếu đá 1 ly rưỡi thì sẽ để 0.15. đó, rất là dễ nhớ. Xong thông số thứ tư này, thông số thứ năm là mình kéo cái độ dày ổ hột này lại để khoảng 0.4 thôi, để 0.4 độ dày ổ hột thôi. Tiếp cái thứ năm đó là cái góc này mình sẽ kéo cho nó trên 50 độ, 51, 52, 53 thì đó cũng được. Và kéo cái thanh này lùi lại để sao cho cái độ dày ở đây, cái thanh này và cái thanh này nó song song với nhau, hoặc là nó gần như là song song với nhau, để cho độ dày ở đây nó sẽ đều nhau hết, chứ nó không bị chéo lên hay chéo xuống như này. Thì cái độ dày ở đây nó sẽ không đều và nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái phần viên đá ở phía trong. Thế nên mình sẽ chỉnh làm sao cho nó song song với nhau gần nhất có thể. Và cái thông số thứ 6 đó là cái Benzene Scale này, tức là cái dòng cuối cùng này, mình sẽ để cho nó khoảng 105 như này. Xong rồi mọi người sẽ bấm chuột phải là xong. Làm ổ hột trong trường hợp đá 1 ly 7 thì sẽ chỉnh những kích thước như vậy. Vậy thì còn những kích thước nào mà mình không cần để ý?
đó là cái màu xanh này thôi. Cái màu xanh này thì mọi người thấy này, nó mo hay là nó bo cái phần này, nó bo cái phần này của cái viên đá lên hay là của cái ổ hột lên. Không cần thiết vì ổ hột áp dụng cho cái viên đá nó rất là nhỏ, 1 ly 7, ra ngoài thì cũng chẳng nhìn thấy gì đâu. Thế nên là mình tốt nhất mình sẽ để bằng 0, tức là 0,01, cái số nhỏ nhất rồi đó. Còn cái trường hợp này là cái thanh ở đây này, tên là sheet drape này, cái thanh màu xanh này, nó kéo phía ngoài, nó kéo phía ngoài, còn cái phía trong này nó giữ nguyên, nó làm sai lệch đi cái ổ hột này. Mình sẽ không dùng, mình sẽ không dùng nha, và để bằng không nha mọi người. Tức là có hai cái thông số này mình không cần đụng đến, không cần đụng đến. Ok, vậy là xong làm ổ hột rồi. Cái ổ hột này có một số những cái chú ý thêm, tức là mình không nhất thiết là mình phải để cái khoảng cách ở đây chỉ có 0,17 thôi, có thể mình sẽ để 0,20, 25 gì đó cũng được, nhưng mà cái chấu nó sẽ yếu hơn một chút, cái chấu nó sẽ yếu, để càng xa thì cái chấu nó càng yếu. Đó, mình sẽ lựa cái vị trí cho nó phù hợp thôi, tức là sẽ tương ứng với cái sài đá này, tương ứng với cái sài đá này thì là hay nhất. Đó. Vậy thì trong cái trường hợp mà viên đá nó phẳng như này thì mình dùng, mình nhìn như này, mình làm quen thì mình chỉnh như này cho nó dễ đó. Vậy thì đối với cái viên đá nghiêng như này, sau khi mình làm xong một cái trường hợp ví dụ phẳng như này rồi thì mọi người đầu tiên đấy, mọi người chọn lại cái phần ổ hột này, mọi người nhập vô lệnh này, xong rồi bấm chuột phải, hoặc là chọn viên đá nhập vô lệnh này, bấm chuột phải này, tức là nó cũng tạo ra thôi, nó cũng tạo ra phần ổ hột bình thường, không có vấn đề gì hết. Vì sau đó mình làm như vậy là gì, để cho nó cái lệnh này nó nhớ thêm một lần nữa, nó nhớ những thông số này thêm một lần nữa, để khi áp dụng cùng một viên đá vào, nhập vào cái lệnh đó thì nó sẽ cho mình một cái kết quả y chang như cái mình đã làm rồi, tạo rồi. Đó. Giống như phiên bản copy paste ra đây vậy, áp dụng được hết, và nó có thể áp dụng cho cả đá lớn hơn và cả đá nhỏ hơn, nhưng nó sẽ thay đổi đi một chút, nó sẽ thay đổi đi một chút. Rồi thay đổi như thế nào thì lát chúng ta sẽ quay lại với cái tầng dưới viên đá 2 ly. Còn bây giờ mình sẽ chỉ cần quan tâm cái tầng trên thôi. Mọi người sẽ dùng cái lệnh show selected để chọn hết tất cả những cái hàng đá ở giữa, xong rồi bấm chuột phải cho nó hiện ra. Cái mình quan tâm bây giờ là ở đây thôi. Sau khi chọn ra như này rồi, nó phải mọi người sẽ array ra cho nó đúng không? Tuy nhiên là phải array ra rồi. 12 viên. Không này, 12, enter, enter, enter. Và ra đây. Tiếp theo, chắc chắn là sẽ phải làm chấu rồi. Làm chấu thì lại ưu tiên tạo cây đục trước. Thì khi mà có cây đục rồi thì mình mới khống chế được cái độ cao đầu chấu một cách chính xác nhất. Có thể là mình sẽ chỉ cần ba cái này thôi, mình cần ba viên đó thôi vì sử dụng lệnh array mà, không cần chọn hết cả cũng được. Cái thông số cây đục ở đây bây giờ nó có khác gì so với cái đối với những cái viên đá mà giải ở trên mặt phẳng không hay là mặt rải đá không, mình cũng tìm hiểu, đó là từ dưới lên trên. Trong trường hợp đá 1 ly 7 này, cái này mình vẫn cứ để là 115%, ở đâu 10%, 10%, cái này cũng nâng lên 10% nha mọi người. À, nâng lên 5%, giống y chang như cái giải đá ở trên trên khối thôi, và cái này là 105,
Đó, 105, 5 và 10% y chang, không có gì khác nhau. Cái phần chân cây đục này chỉnh nhỏ thôi, không cần thiết nữa, không cần quan tâm nữa. Sau đó bấm chuột phải, vậy là ra những cây đục. Từ những cái cây đục này sẽ khóa nó lại, khóa lại, và mình sẽ chọn những viên đá này mình nhập vô F6 để mà lấy những cái chấu của nó ra. Chấu sẽ thay đổi gì trong trường hợp này? Khi mà đối với trường hợp ổ hột, thứ nhất mình cũng quan tâm, đó là cái kích thước đầu tiên. Đá 1 ly 7, nếu như đá rải trên khối thì chấu mình để đã là 0.56 đến 0.58 rồi, nó dao động khoảng 0.55 đến 0.58 rồi. Nhưng mà khi mà làm trên cái phần ổ hột này nó khác so với những cái phần rải đá ở trên khối kia, chấu nó sẽ cần lớn hơn một chút để cho nó cứng cáp hơn, vì nó bây giờ nó phải nằm ra ngoài rồi, nó chịu cái tác động vật lý chà nhám hay là đánh bóng đi rồi, nó dễ bị gãy hơn. Thế nên mình sẽ tăng cái kích thước lên, ở đây mình tăng lên khoảng 0.06 thì đó đến 0.08, còn từ 0.05 đến 0.08 đi. Ở đây là đang là 58 chẳng hạn, tăng lên khoảng 63 đi, 63 như này nha, tăng lên. Xong bắt đầu mình cũng nhập ngược lại số từ dưới lên trên. Với cái độ ở đây mình vẫn cứ giảm về không này, nghiêng chấu không cần này, cái độ to chân chấu không cần này, đầu chấu vẫn để 70 này, độ ăn ngàm để 30% này. Bây giờ đến cái chân chấu này, nếu như ở khối bên kia mình để 0.4 đúng không mọi người, nhưng mà nếu mà 0.4 trong cái trường hợp này nó bị hụt chân này, thường thường sẽ đẹp nhất là khi mình kéo nó xuống để cho chân chấu và ổ hột bằng nhau thì là sẽ đẹp nhất. Đó, nó sẽ như vậy. Và mình chỉnh lại cái độ cao đầu chấu ở đây thôi. Độ cao đầu chấu mình cũng áp dụng giống như cái cách tính của bên chấu trong trường hợp đá giải trên khối, cũng là phải trọn vẹn cái vành trên của cái chấu này thì mới đảm bảo cái chấu được. Có thể tăng thêm một chút xíu để cho nó trừ hao đi, cho nó an toàn hơn. Sau đó mình sẽ bấm chuột phải, vậy là xong. Đây là tạo chấu trong trường hợp làm ổ hột riêng. Đến đây rồi, em sẽ đổi màu đi cho mọi người dễ nhìn này, tất cả các màu tím này chuyển sang màu vàng đi ha. Rồi, ở đây mình sẽ ungroup vào, giữ lại hai cái này thôi. Và sau đó có thể mình sẽ đục đi, mình sẽ đục đi, unlock ra này, sẽ sử dụng lệnh đục này, đục đi. Đó. Và mọi người sẽ sử dụng lệnh array, array tâm 0 12 360 độ, enter, chọn tất cả màu, xong rồi group nó lại. Mọi người nên group riêng, đá riêng, chấu riêng, có thể ổ hột riêng được. Có gì mình cần chỉnh sửa hay là mình cần di chuyển nó cũng dễ hơn. Group xong rồi thì sẽ trả màu lại. Đây, nó sẽ như này chẳng hạn. Và bây giờ mọi người sẽ group cả này. Ok, chúng ta sẽ xuống đến tầng dưới. Rồi, tầng dưới như này. Quay trở lại với trường hợp ổ hột nhỏ hơn viên đá ở dưới. Thì chúng ta sẽ nhập lại ở đây để coi cái thông số một lần nữa đó. Nhập lại, coi cái thông số một lần nữa. Cái này là 17 này, đây là 0.4 này. Còn chỉnh ở đây thì liên quan với nhau thôi, mình chỉ cần nhớ những cái mà cái thông số chi tiết và rõ thấy nhất, đó là khoảng cách ở đây, độ dày ở đây,
Và cái độ lớn đây vẫn là 105% rồi. Ok. Xong nhé. Vừa dùng lệnh xong, chọn thằng đá lớn hơn, bấm lại vào lệnh đó thì nó cũng ra trường hợp chỉnh rồi. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem nó có những cái thay đổi gì. Đây. Mọi người thấy này. Từ khoảng cách đá với ổ hột là 0.17, bây giờ nó sẽ nhảy thành 0.2 này. Nó phù hợp này. Đó. Và cái độ dày ở đây. Đây. Từ từ nha. Mình sẽ bật lại này. Độ dày ở đây, bây giờ nó lên 0.42. Độ lớn, độ keo lớn hơn vẫn là 105. Mình sẽ vẫn thấy được rằng là cái thanh này, độ dày ở đây, hai cái thanh này nó vẫn song song với nhau. Cái góc ở đây nó bằng với cái góc cũ của cái ổ hột kia. Vậy thực ra nó chỉ thay đổi một chút, nó giống như là nó keo lớn hơn một chút xíu thôi, tức là nó thay đổi mỗi cái 0.40 thành 0.42. Và cái độ cao ở đây thì nó phù hợp. Thế thì mọi người sẽ có một cái giống như một cái cách làm nó dễ. Đó là mọi người làm một cái mẫu, một cái viên đá mẫu, đó là viên đá ly 7 vừa nãy. Những thông số này chỉnh cho nó thật là đúng và lưu nó lại. Sau mỗi một lần mở ra, mọi người bật cái lệnh này lên, lấy cái phần ổ hột này nhập vào đây để cho những cái con số ở đây nó theo cái thông số của cái ổ hột này. Và mọi người từ cái ổ hột này, mọi người sẽ chọn viên đá mới và nhập cái viên đá mới đó vào. Sau khi đã chỉnh thì cái ổ hột nó sẽ nhảy ra và sẽ mọi người sẽ kiểm tra lại chỗ nào cần chỉnh sửa thì mình sẽ thay đổi đi một chút xíu. Vậy là xong thôi. Cái cách đấy rất là nhanh và hiệu quả. Vậy thì cái độ sai khác ở đây nó rất là nhỏ, vậy nên em bỏ qua luôn, không cần chỉnh thêm nha. Rồi mọi người sẽ thấy được rằng là có phải những cái ổ hột này, những cái ổ hột này khi mà tạo ra ấy, nó bị lòi đít hột đúng không? Nó lòi đít hột. Nhưng mà những cái ổ hột này nó sẽ không có ngắn như vậy. Thường thường những cái sản phẩm thực tế, cái ổ hột nó sẽ dày hơn. Mình nhìn từ bên ngoài vào, mình sẽ thấy nó dày hơn. Vậy nó dày hơn là nó dày hơn phần nào? Nó dày hơn gọi là giống như cái mặt của con chim công á. Nó dày là dày cái thành ngoài thôi, cái viền ngoài thôi. Còn phía trong để cho cái vật liệu của mình nó được, nó không có bị quá nhiều, không có lãng phí thì mình sẽ cắt bớt nó đi. Thế nên mình tạo trước là mình tạo cái này nó có độ dày phù hợp, và khi mà mình sẽ làm cái thành ngoài từ trên xuống thì mình chỉ lấy trực tiếp ở cái phay đáy này của cả hai cái và mình offset xuống thôi. Đoạn nào mà không cần nữa thì mình sẽ cắt đi thôi. Tiếp tục, cái này xong nhiệm vụ rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi, xóa đi. Ổ hột sẽ array ra, array này, không này, 12 này, enter enter này. Rồi cái mà mình cần quan tâm đó là chấu của thằng này nó lại chạm một cái viên đá này rồi. Nó chạm một viên đá như này trong trường hợp này thực ra là cũng được. Mình coi như cái phần chấu này là một phần ngàm luôn, thay thế cái phần ngàm này luôn. Có thể là mình sẽ lấy cái đục, mình đục phần này đi, mình sẽ cho viên đá lui vào để mà dùng cái này giữ trực tiếp phần phía trong này, và có thể mình sẽ tạo thêm những cái chấu ở ngoài, hoặc là mình sẽ chọn phương án mình kéo nó ra, mình kéo nó ra để cho nó không chạm vào nữa chẳng hạn, kéo ra có khoảng cách như này chẳng hạn để cho nó không chạm vào, và mình dùng những cái chấu riêng của nó để giữ cho nó được chắc chắn, không có liên quan đến thằng này hết. Thế là hai cách khác nhau. Vậy thì quay trở lại đây. Đầu tiên mình sẽ lấy cái đục của thằng này ra.
Thế thì cây đục của thằng 2 ly này, rồi nó cũng giống với thằng ly 7 thôi. Giống với thằng ly 7 ở đây thôi. Đây 5% này. 205 này. Rồi, ok. Và sẽ lấy chấu của nó ra. Thì chấu của nó một mình như này. Vẫn dùng cái lệnh này, vẫn dùng cái lệnh lấy chấu chung này, chứ không không có dùng cái lệnh làm ổ hột riêng kia, vì chấu riêng kia nó rất là to, chấu kia nó to hơn cái chấu này. Chấu này mình làm cho nó trong cái trường hợp bông như này nó gọn gàng hơn, chấu nó sẽ nhìn nó sẽ mượt mà hơn. Có cái thằng này chưa được này. Ở đây em nhập vào đây, đây thì trong cái trường hợp này nó có, mình mới dùng cái trường hợp là đá giao nhau và chấu giao nhau như này là gọi là mặc định ấy, hay là cơ bản nhất đấy. Nếu mà mình muốn thay đổi vị trí đi, mình có thể bấm vào đây, mình bấm vào từng cái này, mình coi xem vị trí nào mình cảm thấy phù hợp, vị trí nào mà mình cần thay đổi cái chấu để cho cái bông trông nó lạ, nó đẹp. Mình sẽ lựa ví dụ như này chẳng hạn đó. Trong cái trường hợp mà dùng trực tiếp đục ngàm ở đây đi và gá cái viên đá vào để cho nó giữ trực tiếp viên đá, mình có thể dùng thêm một cái chấu ở ngoài, một hoặc hai cái chấu ở ngoài để giữ cho cái món đồ nó được chắc chắn. Còn ở đây em vẫn cứ làm theo như cái mà mình vẫn, cái công thức mà mình mặc định mình vẫn hay làm, nó là cứ để cái ở giữa này và mình chỉnh. Với viên đá lớn hơn, viên đá lớn hơn thì mình phải dùng cái chấu lớn hơn. Viên đá 1 ly 7 thì chấu từ 0.55 đến 0.58. Vậy thì đá 2 ly thì chấu ít nhất nó phải là 0.6 rồi, 6 hoặc 6.2. Và đứng một mình trong trường hợp ổ hột này, mình sẽ tăng lên khoảng 66 đi. Đó, 66. Ăn ngàm. Ăn ngàm đứng một mình thì mình để 35% lui vào trong thêm một chút để cho nó gắn kết ở đây được nhiều hơn. Chấu nó sẽ lui vào nhiều hơn thì nó sẽ được chắc chắn hơn này. Kiểm tra lại một lượt những cái thông số này. Và mình chỉnh lại độ cao của chấu. Như này. Ok. Rồi thì ở đây mình ăn rút vào, mình giữ một cái chấu thôi, nó xóa đi, giữ một cái chấu thôi, chọn này và bấm vô lệnh cây đục, cứ đục có đi đã. Đó. Quay trở lại trên này, quay trở lại trên này. Để em lấy lại cái cây đục. Lấy lại cây đục thì mình không nhất thiết mình phải mở cái cây đục ra, mà mình dùng cái lệnh cái check face này, mình lấy lại cái vết đục này, cái vết sau khi đục này, tức là mình lấy lại những cái surface tại vị trí này, lấy ra này. Sử dụng lệnh Antrimon. Các lệnh Antrimon này mọi người sẽ bấm lệnh nhé, chứ bấm chuột phải đây không ăn thua đâu. Cái lệnh này nó giống như là trả lại hoàn toàn ban đầu đấy, không cần biết là cắt ở trong hay cắt ở ngoài, bấm lệnh cái là trả lại hoàn toàn như ban đầu. Thì hình dáng cái đục ban đầu của mình đây, mình lấy surface từ cái vết đục này ra, mình trả lại thì nó sẽ có cái hình dáng như này. Sau đó em sẽ join lại, và khi mà join lại rồi mọi người sẽ thấy rằng là nó có hai cái khoảng hở, nhưng vì chấu, vì cây đục này lấy từ lệnh thì chắc chắn là những cái đường nét này nó phải đều rồi và nó phải phẳng rồi. Ở đây mọi người sẽ sử dụng lệnh kép đóng nắp lại. Đó. Vậy là xong, khối này kín thì đem đi đục được. Thì nó đồng nghĩa với việc nó bằng với lấy lại cây đục. Đây là làm chậm thì như này thôi, thì mọi người có thể cảm thấy này, bấm viên đá này, bấm lệnh một cái thì hiện ra thì nó nhanh, nhưng mà khi mà làm quen rồi ấy, mọi người sẽ chọn cái cách nào đó.
mà mình cảm thấy nhanh nhất, hiệu quả nhất mình mọi người dùng. Đây, và cái chấu này mình nên đổi màu lại, unwrap ra, giữ lại hai cái này thôi. Cái cây đục này mình sẽ array ra. Array ra để làm gì? Để mà mình đục cái cạnh bên này đi, chứ nếu không mình chỉ có đục được cạnh bên này thôi. Ở đây mình sẽ đục đi. Đó, nó như này mới thành đúng. Và sẽ xóa hết cái màu ở đi, sẽ array lại. Group lại, chọn màu tím này. Group lại này, chọn tất cả này, group lại này. Sau đó sẽ đổi màu lại này. Vậy là xong thôi. Vậy thì cái thằng chấu này nó lệch như này. Trong cái trường hợp mình không chọn được vị trí sao cho nó đều theo hướng chẳng hạn. Vậy thì nếu mà mình dùng lệnh xoay thì nó có đưa về được đúng cái điểm mình cần không? Đó. Trong trường hợp nghiêng như này, giới thiệu mọi người lại cái lệnh rotate 3D. Có thể là bữa trước giới thiệu qua rồi nhưng mà chưa có được rõ ràng chẳng hạn. Ở đây mình sẽ giới thiệu lại. Chọn cái chấu này và mọi người sẽ bấm vào chuột phải vào cái lệnh rotate 3D này. Thì trước khi mà mình dùng thì mình sẽ nhẩm lại cái định nghĩa của nó. Rotate 3D tức là xoay vật trong không gian thì nó phải có một trục đã. Nó phải có một trục thì nó mới xoay được. Và thì cái trục này được tạo ra bởi mình chọn hai điểm ở trong không gian sao cho cái trục này nó vuông góc với cái đường tròn, hay là nó vuông góc với cái mặt phẳng này, mặt phẳng tròn này mình chọn thì nó mới quay xung quanh được, nó mới quay đúng được, nếu không nó sẽ lệch ra. Áp dụng vào trong cái trường hợp ổ hột này thì mình thấy được rằng là thứ nhất là xung quanh những cái ổ hột này nó được tạo ra bởi rất là nhiều cái đường tròn. Mỗi một cái đường tròn nó đều có một tâm, nhưng có một điểm đặc biệt đó là tất cả những cái tâm của những cái đường tròn này nó nằm trên một trục, nó nằm trên một trục của cả viên đá và của cả cái phần ổ hột này. Đó, mọi người sẽ thấy rằng là tất cả những cái đường tròn này gần như là nó song song với nhau hết, thì chắc chắn là tâm của nó sẽ nằm trên một trục. Vậy thì mình sẽ phải lấy cái trục ở đây ra. Mình sẽ lấy được cái trục ở đây ra thì mình sẽ có để mà mình xoay cái lệnh 3D được cho nó tốt hơn. Cách thứ nhất đó là khi mà có viên đá, đá tròn nhé. Khi mà có viên đá tròn thì mình sẽ sử dụng lệnh line. Mình sẽ bấm lệnh line này, lệnh vẽ đường thẳng nha mọi người. Thì trong cái lệnh line này mọi người sẽ chọn vào normal. Sau khi chọn normal xong, mọi người sẽ bấm vô viên đá. Xong rồi mọi người sẽ đặt cái điểm ở đây, điểm in này mọi người. Điểm in nha. Đó, ngay trên đầu viên đá, bấm chuột trái vào. Thì mọi người sẽ thấy này. Tất cả những cái đường này nó đều hướng về một tâm hay là một trục hết. Mọi người có thể kéo trục lên trên hoặc xuống dưới, có thể kéo lên trên nhá. Cho dễ nhìn, bấm chuột trái này. Đây, nó xuất hiện một cái đường thẳng, tức là đường này chính là trục, trục quay hay là trục đối xứng của ổ hột và viên đá này. Áp dụng lệnh line normal trên viên đá, chọn điểm in ở đầu và kéo ngược nó lên trên bằng cách bấm chuột trái. Vậy là xong. Và khi mà có cái trục này rồi, mọi người sẽ chọn cái chấu, bấm chuột phải vào lệnh rotate 3D hoặc là nhập tên, chọn hai điểm ở trên trục đó. Mọi người thấy này, nó sẽ tạo ra một cái đường tròn như này này. Đó, thì tức là cái chấu này nó sẽ xoay xung quanh cái đường tròn này, hay là gọi đúng hơn là xoay xung quanh cái trục này, xoay theo đường tròn và xung quanh cái trục. Có thể bắt điểm
chứ không phải là quay vô định nha. Ví dụ mọi người sẽ bắt cái điểm N ở đây, mọi người thấy này, nó sẽ bắt điểm ở trên này cơ, nhưng mà nó sẽ chiếu thẳng xuống. Mọi người thấy nó chiếu thẳng xuống vào đầu cái chấu này. Đó, nó chiếu thẳng xuống vào đầu cái chấu nhé. Mọi người sẽ chọn điểm N để đưa về một cái điểm nào đó ở đây. Cái điểm này là thẳng theo trục của viên đá này. Nó có thể là điểm mid, điểm in, điểm end gì đó, miễn sao nó thẳng hướng mình cần. Sau đó mọi người bấm chuột trái là xong. Đó, mọi người nên tập nhiều cái lệnh xoay 3D này theo các hướng hoặc các kiểu khác nhau, vì có nhiều trường hợp nó không có dễ chọn cái trục đối xứng đâu. Thế nên là mình sẽ phải luyện nhiều để mình làm được những cái trường hợp khó hơn. Nó rất là dễ nhầm, nhiều khi mà quay không biết quay kiểu gì luôn ấy. Cái lệnh này nó ngộ vậy á. Back trở lại và xóa cái này đi. Thế nếu mà không có chọn cái cách đó thì dùng cách gì khác trong cái trường hợp này để xoay? Thì bây giờ tốt hết là mình cứ ẩn đá đi, ẩn đá đi để mình nhìn. Giống như lúc đầu em giới thiệu, không phải là tất cả những cái đường tròn này tâm của nó đều nằm trên một trục. Bây giờ không cần nhất thiết phải lấy cái trục đó ra, mọi người vẫn sử dụng lệnh và bật cái điểm center lên, điểm tâm lên, và mọi người sẽ chọn hai cái tâm sao cho nó đừng có trùng nhau. Ví dụ chọn tâm dưới này, sen và tắt điểm pơ đi. Đó, ở trên này nó hiện một cái điểm sen nữa, và mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ thành một cái trục, thành một cái trục. Hoặc là mình chọn lên trên này, đó, nó cũng tham gia một cái điểm sen này. Đó, mọi người sẽ bấm chuột trái là xong, tức là mình cũng lấy được cái trục này. Sau đó mình quay thôi, mình quay bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy là hai cách để sử dụng. Nãy mà tắt mất đá rồi, mình không có nhìn thấy cái hướng của nó. Bây giờ chọn lại chấu này, bấm chuột phải thì sẽ lặp lại lệnh cũ này. Chọn tâm sen ở dưới này, tiếp tục lên tâm sen ở trên này và bắt điểm N, xoay qua điểm N tiếp theo, bấm chuột trái. Vậy là xong. Đó, cách sử dụng. Khi mà xoay xong rồi thì đầu tiên có phải là mọi người sẽ nhìn lại một cái viên đá nên có bốn cái chấu xung quanh thì nó sẽ chắc chắn hơn, nhìn nó chắc chắn, nó cũng đẹp. Nếu ba chấu thì ba cái chấu này nó phải lớn hơn bốn cái chấu một chút, và nó nằm cách đều nhau, hay là nó tạo thành một cái hình tam giác thì nó sẽ đẹp, và theo hướng này thì nó sẽ đẹp hơn này. Rồi, trong trường hợp mà sử dụng có hai chấu về hai phía thôi, nó rất là dễ rớt đá. Còn nếu mà vẫn dùng như vậy ấy, thì thường thường là thấy là còn hai cái chấu ở hai đầu nó rất là to. Mọi người có nhớ cái mặt hôm trước, cái mặt mà cái khối nó đè lên cái viên đá, thì mọi người sẽ thấy được rằng là cái chấu ngoài rất là lớn, và cái khối nó đè lên viên đá nó cũng rất là lớn, thì để nó mới giữ chắc chắn lại được. Còn trong trường hợp mình dùng những cái chấu nó nhỏ gọn như này, nhìn nó đều này, thì mình sẽ phải dùng cái số lượng như nó phù hợp, 4 cái hoặc là 3 cái ở đây. Vậy khi mà ở đây thì có phải mọi người sẽ nghĩ đến ngay đến là mình sẽ cần phải xoay ra thêm hai cái chấu nằm tại hai cái vị trí này thì nó mới thành ba cái và nó mới thành hình tam giác được, và hai cái vị trí này nó phải đều nhau, đúng không mọi người? Đó, thế thì lại xoay nữa à, lại xoay 3D rồi copy à, chứ hay là lấy đối xứng sang. Lấy đối xứng sang thì cũng được, nhưng mà lấy đối xứng sang nó lại nằm ở vị trí này,
không hợp lý lắm. Về đây có một cái cách để mà mình chia chia theo tâm, tức là mình array ra, hay là mình tạo những cái bản sao xoay xung quanh tâm, hay xoay xung quanh cái trục đối xứng của cái viên đá này. Thì mọi người sẽ sử dụng vào lệnh array curve, đó là đây nó không hiện ở đây. Này mọi người sẽ bấm nha, mọi người sẽ bấm vào ARR này, nó tên là array curve này. Array curve mọi người sẽ hiểu là nó sẽ tạo những bản sao chạy xung quanh một sợi cơ, chạy xung quanh một sợi cơ. Thì khi mà chạy xung quanh như thế, nó sẽ chia đều khoảng cách ra, chia đều khoảng cách. Ở đây ví dụ nha, không cần lấy cơ, mình chọn trực tiếp sợi cơ chính ở đây, bấm vào nó sẽ hiện ra cái bảng này, array along curve option, đó là cái bảng bảng option của cái lệnh này. Nó sẽ hiện ở trên, thứ nhất là number là bao nhiêu, số lượng bao nhiêu. Vậy thì mình chạy trên cái cơ này dựa theo số lượng hay dựa theo khoảng cách? Khoảng cách ở đây là nó sẽ tính là tâm của cái vật này đến tâm cái vật kia là bao nhiêu. Thì cái mình cần ở đây là mình cần số lượng, mình không cần biết khoảng cách bao nhiêu hết. Ba cái dòng dưới này cứ để mặc định là free from này, xong rồi bấm ok. Đó, mọi người sẽ thấy kết quả này chạy đều xung quanh cái trục đối xứng này. Mọi người thấy nó nghiêng này, nó nghiêng nhưng mà nó nghiêng đều, nó giống y chang như cái thằng này, nó nghiêng đều thôi và nó ôm vào viên đá đều nhau, không có bị lệch. Muốn biết nó có bị lệch hay không, cứ bật cây đục lên thôi. Bật cây đục lên này mọi người. Mọi người thấy này, vừa vặn với mép cây đục này. Vừa vặn mép cây đục này. Phần chân này giống nhau này, không có lệch lạc cái gì hết. Đó. Đây là cách sử dụng của cái lệnh array curve. Nó có thể áp dụng được rất là nhiều trường hợp. Nhưng mà mỗi một cái trường hợp mình sẽ cần phải chú ý, hoặc là mình sẽ cần phải kiểm tra lại để xem là áp dụng ở trường hợp nó có đúng không, mình có dùng được trong trường hợp này hay không. Thì mọi người sẽ tích lũy bằng cái kinh nghiệm. Bây giờ em sẽ xoay ra nó sẽ như này, nhưng mà xóa một bên đi rồi sẽ sử dụng lệnh đối xứng. Tại sao lại như thế? Mình cứ đối xứng ra đi đã. Đối xứng trong trường hợp nghiêng này, mọi người sẽ sử dụng lệnh đối xứng bằng 3 điểm để tạo thành một mặt phẳng đối xứng. Và cái mặt phẳng đối xứng đó thì mình nên chọn sẵn trên viên đá này. Đó, như này. Tức là mình sẽ chọn thẳng theo những cái đường gấp khúc của cái viên đá này. Đó, thẳng ra. Chia đều ra như này. Để làm gì? Để khi mình array những cái chấu này, array tâm không này, những cái chấu này khi mà nó chạm nhau nó sẽ thành một cái khối rất là lớn, một cái chấu rất là lớn. Mình không muốn để nó xảy ra cái trường hợp này thì mình sẽ cần sử dụng lệnh rotate 3D, xoay đi, xoay nó, xoay vào trong, xoay tiếp vào. Thì ra lại xoay vào trong mà lại không xoay ra ngoài. Đó, xoay vào trong như này đi chẳng hạn. Mọi người thì sẽ thấy được là thứ nhất nó không có dính nhau nữa. Và thứ hai là dựa vào đây mình sẽ đẩy cái phần ổ hột này ra. Mình sẽ đẩy cái phần ổ hột này ra để cho không chạm vào đây. Chứ cái chấu nó cũng không chạm vào viên đá. Để nhìn nó sẽ gọn gàng lại. Còn nếu mình xoay ra ngoài như này, nó vẫn cứ dính nhau à? Có ra nữa, có xoay ra nữa như này. Khi mà nó bớt dính nhau rồi thì lấy cái gì để mà giữ ở trong? Đó, mình sẽ thay đấy, mình sẽ thay nó.
từ ngoài vào trong. Và cái thằng này nó chạy theo thằng này vì mình xóa bên này và mình tạo mirror cách để mà chỉnh chấu của ổ hột gì đó. Trong trường hợp mặt phẳng nghiêng không có vào cái vị trí đẹp, mình sử dụng lệnh mirror 3 điểm tạo tạo ra mặt phẳng đối xứng để tạo đối xứng, và từ đó array ra tạo những bản sao xoay xung quanh tâm. Rồi chỉnh thì nó sẽ chạy theo một lượt. Còn bây giờ khi mà xoay vào trong này rồi, chọn cái phần ổ hột này và mình mu ra. Vậy thì nếu mà mình mu ra thì mình kéo theo hướng nào bây giờ? Kéo thẳng lên à? Kéo thẳng lên thì chắc chắn nó sẽ lệch thẳng lên hay là lệch trái lệch phải, nó không thể chuẩn xác được. Mọi người có thể vẽ một sợi cơ thẳng theo cái hướng của viên đá này trực tiếp như này đó, trực tiếp như này. Mọi người giữ shift kéo ô vuông lớn lên đó, giữ shift kéo ô vuông lớn lên, vậy là mình sẽ có hướng rồi, có cái hướng rồi. Sau đó mọi người sẽ sử dụng lệnh move bắt điểm đây, rồi kéo nó ra một chút như này, và sau đó người sẽ hạ xuống một chút để cho cái đầu cái chấu này nó đừng có nằm trong phạm vi của viên đá. Thế có thể khi mà nó cái món đồ nó không có được chuẩn xác 100% như này chẳng hạn, cái viên đá nó lệch ra một chút, nó lại cấn vào đây kia, nó lại chạm vào cái đầu cái chấu này thì sao? Nó có thể bị vỡ không, hay là nó bị lệch cái viên đá đi, nó làm xấu món đồ không? Đến lúc đấy mình lại khó kiểm soát ra. Vậy nên là trong cái lúc mà mình thiết kế sản phẩm như này, mình sẽ loại bỏ hết những cái yếu tố đấy đi. Và khi mà Lusa ra như này rồi, ra như này rồi, mọi người sẽ thấy được rằng là có phải nó liên kết hơi ít không? Nó dính ít quá. Cái chấu kích thước có 0.6 mấy à, mà nó dính có một góc này rất là nhỏ rồi. Mình mới biết được cái kích thước khoảng là 0.65, 0.7 giao nhau thì nó mới khỏe. Mà ở đây nó có một chút xíu như này, không ổn. Vậy thì mua lại. Mua lại. Mua lại. Và hạ xuống. Đó, nó sẽ làm như này. Nó sẽ làm như này. Ok. Vậy nếu mà nó nằm như này, nó có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Em cho nó mua vào hơn chút nữa. Tức là mình hiểu rằng là đằng nào nó cũng dính rồi. Mà dính ít thì dính nhiều. Thì mình xem nào. Cái phần lộ ra này, tức là cái phần chấu lộ ra ngoài này, nên để lộ ra thì đẹp hay là che bớt nó đi thì đẹp? Ở đây chấu không bao giờ là đẹp hết, luôn luôn ưu tiên đá là hàng đầu, đá sáng càng rõ càng tốt. Vậy nên chỉ có cách là nhét nó vào như này, bớt nó lại. Vậy thì bớt bao nhiêu là đủ, có bị ảnh hưởng cái gì không, có vỡ đá gì không, hay như nào, hay là chấu nó có bị cứng không, thì từ từ mình sẽ tìm hiểu tiếp. Đây mình sẽ như này đi chẳng hạn đó, mọi người sẽ thấy ở đây này nó sẽ lộ ít thôi, nó gọn gàng rồi. Bắt đầu mình sẽ đánh giá những cái điểm bị ảnh hưởng tiếp theo. Đầu tiên mình sẽ thấy được rằng là cái chấu này nó thấp xuống và nó dính ở đầu như này, dính đầu như này, thì liệu nó có ổn không ta? Vậy thì phải quay trở lại cái bước nhận đá. Khi mà bất kể là sản phẩm là làm trên sáp hay là làm ngoài thực tế, thì mình có một cái món đồ như này đều phải nhận đá hướng thẳng mặt xuống, tức là hướng vuông góc xuống đều với lại cái phần ổ hột này và đều khoảng cách với những cái chấu này, thì nó sẽ dễ nhận nhất và viên đá nó sẽ đều nhất. Và khi mà nhận xuống rồi, nhận xuống đến đây, nhận xuống đến đây, thì có phải là cái chấu này nó phải bắt buộc phải nó phải ngả cái đầu ra
ngả cái đầu ra. Cái chấu ngoài này thì ngả được, nhưng hai cái chấu trong này nó bị dính đầu rồi, nó bị dính đầu rồi, nó ngả làm sao? Chắc chắn nó không ngả được rồi, nó không ngả được. Nên giống như là cái thằng này nó bị bắt buộc nó phải ngả nhiều hơn, nó phải ngả ra nhiều hơn để mà lọt nó xuống, lọt nó xuống, và thằng này chạy trở lại, đàn hồi trở lại, đàn hồi trở lại. Đấy là cái cách khi mà viên đá nó nhận xuống vào vị trí này. Thì trong cái trường hợp này, hai cái chấu này gọi là chết cứng rồi, không có đàn hồi trở ra trở vào được hết, và cái chấu này một mình nó chịu. Thế nhưng trường hợp này vẫn được, vì sao? Vì cái chấu này nó có độ ngả, nó có độ mềm dẻo nhất định trong phạm vi độ ăn ngàm 35%, và chiều cao ở đây, độ ngửa ở đây là nó đủ khả năng để mà nó thực hiện được cái điều đấy rồi. Thế nên là mình sẽ không cần phải chỉnh cho nó lui ra hay là chỉnh cái thằng này lui vào. Và khi mà nó nhận vào vị trí này, cái này ngàm này nó giữ nó chắc chắn. Còn nếu trong trường hợp mình làm mà nó vẫn vỡ, nó bị vỡ viên đá, là do hai cái thằng này nó cứng quá, hoặc thằng này nó dễ gãy, tuột đá hoặc là vỡ đá, mình có thể sau khi đục xong, sau khi đục xong như này nha mọi người, chứ không phải là trước khi đục, sau khi đục xong bằng mọi người sẽ mu nó vào theo hướng của cái chấu. Nó có một cái điểm hay là cái đường này, cái đường, những cái nét phụ hay là những cái nét hay những cái sợi cơ chính của cái chấu này, thì nó có những cái nét nó sẽ luôn hướng vào tâm của viên đá hay là của cái ổ hột ấy. Thì khi mà mình mu ra luôn hướng vào tâm này, và cái đường này nó sẽ thẳng ở đây này, nó không có bị lệch chéo lên hay là chéo xuống. Mình cứ yên tâm là mình mu trực tiếp ở đây ra, mình mu trực tiếp đây ra 0,025 hoặc là 0,05 như này. Mọi người thấy này, đó, nó di chuyển ra một chút xíu nha, nó di chuyển ra một chút xíu. Mình nên chọn cả hai bên và mình mu nó ra. Đó. Thì khi mà nhận viên đá xuống, nó sẽ rộng hơn một chút. Đây là với trường hợp mà mình bị vỡ đá nha mọi người. Thì khi mà nhận xuống thì nó sẽ rộng hơn, và khi mà làm món đồ xong rồi thì nó, cái viên đá này nó sẽ lệch lưa vào trong một chút xíu như này. Nó có trừ hao rồi, nó sẽ không còn bị vỡ nữa, nó không có ảnh hưởng nữa. Đấy là cách mà mình chỉnh sửa thêm sau khi phản hồi từ món đồ ra sản phẩm thực tế có vấn đề gì thì mình sửa cái vấn đề đó. Rồi, ok, tạm thời là xong hai tầng này. Vậy thì mình sẽ làm luôn một cái thành xuống, hay là gọi là một cái độ dày ở đây xuống, cho nó nhìn cho nó cứng cáp lại cái món đồ, cứng cáp lại và liên kết luôn, rồi bắt đầu mới ghép cái ổ hột chính. Ở đây mình nhìn đến cái chân chấu này, nó trong cái phạm vi này nó có vẻ như nó hơi vướng vướng gì đó chẳng hạn. Khi mà nhận viên đá này vào, đó, nó lại hơi vương vướng chứ nào. Thì mọi người có thể bo góc lại thôi. Mình sẽ sử dụng cái lệnh bo góc này, một con số vừa phải, bo lại. Mọi người nhớ bo cái thằng đầu tiên nhé, thằng chính nhé, để cho mọi cái nó chạy theo. Đó, xong thôi. Và lại rút màu lại, rút lại này. Lại.